từng người vào một, nhưng phải để vũ khí ở lại. Mẹ kiếp, đi đám ma mà cũng hoạch hoẹ là thế nào? Mong các anh thông cảm. Phan Thị tồn tại trong giang hồ đã lâu, khó tránh khỏi ẩn oán. Chúng tôi không muốn có kẻ lợi dụng lúc tăng giá bối rối để làm bậy. Bọn mày sợ tao thì thằng Hải không á? Chúng tôi đã tính đến mọi trường hợp, chỉ là mong muốn có một buổi lễ trang nghiêm, bày tỏ sự tôn trọng với người đã khuất, một người phán xử đáng kính. Ai đảm bảo thằng Hải không thì bọn tao? Tôi đảm bảo. Bọn mày cái lèo nhà như thế có ra dáng đàn anh không hả? À, ông già chết rồi con thằng Hải làm cái quái gì? Bọn tao là con nuôi, có được ngoại lệ không? Nếu mày nghĩ đến chuyện tình cảm thì nên đến đây từ sớm để giúp mọi người, chứ không phải đứng ở đây như một vị khách. Do bọn mày báo quá muộn, và chính Phan Thị đã coi bọn tao như là khách. Nếu vậy thì phải xem lại tư cách của bọn mày. Đừng mạnh mồm, gọi luôn Lão Bổng và Hùng Cá Rô ra đây. Chúng mày có một rúm thế này, muốn ngăn bọn tao vào hơi khó đấy. Giang hồ đã có luật, nếu chúng mày không theo luật thì khó mà cùng tồn tại được. Nghe nói Phan Quân chuẩn một thằng rất bản lĩnh, quả là không sai. Nếu ông muốn vào viếng, xin mời để vũ khí lại. Mời ông vào viếng tang và phân ưu cùng gia đình. Ôi, con Hải đây. Con đây. Thôi, bố cứ nghỉ đi. Mình có nên nằm xuống luôn không? Chỉ sợ bỏ lỡ dịp này, mình sẽ không được ra đi một cách thanh thản. Quả báo, mày nhất định sẽ bị quả báo. Đừng mơ có một cái chết dễ dàng. Mày sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ, khốn nạn. Sống không bằng chết. Cả con cái mày, cả gia đình mày cũng vậy. Anh nghĩ tôi sẽ từ từ ở cái hố nông tròn tròn này. Cái đám đệ tử của anh làm việc không tích cực, phải cắt giảm trợ cấp cho chúng nó cố gắng hơn. Khi thế chuột cúi đầu trước mộ của tôi, đây là lúc anh ngắm vào đầu nó mà bắn. Nếu hắn không cúi đầu, thế chuột rất sợ bắn lén, cho nên chắc chắn xung quanh hắn sẽ có một đống đệ tử kè kè che chắn. Thằng Hải sẽ chờ thời cơ thuận tiện gây rối. Khi thế chột lộ sáng, đấy là thời khắc của anh. Vâng. Theo anh thì đường đạn sẽ được đặt ở đâu thì thích hợp nhất? Không,
Đấy sẽ là chỗ thế chột để ý đầu tiên. Chỗ kia kìa. Địa thế hiểm trở, khó khăn hơn. Nhưng với anh, chắc không đến nỗi tệ. Ok, tốt lắm, thế nhá. Đại ca, bọn nó đã vào vị trí hết rồi. Tiếc là không thể vào quá sâu được. Chỉ cần bọn kia manh động là lùa ra thịt hết. Em vẫn lo thằng Hải sẽ manh động. Cái ngữ nó. Nếu chúng nó bắt để vũ khí ở ngoài thì sao ạ? Tất nhiên, thằng Hải sẽ làm thế để thể hiện sự đàng hoàng và cái uy của ông chủ mới. Điều tao cần chính là chúng nó tự yêu cầu như vậy. Mày có hiểu không? Nếu chỉ để ra uy, hai thằng mày đi với tao là đủ. Nhưng tao muốn có thằng chung xe để đề phòng những trường hợp bất chắc. Nhưng nó cũng có được mang đồ vào đâu. Mày quên à? Nó là thằng có những ngón nghề ảo thuật. Không những súng mà cả đại bác nó cũng mang được vào ấy chứ. Đi Trung, đi. Khó chịu lắm. Qua ngày hôm nay là xong. Ngày mai là đến chúng ta rồi. Thôi, tao không đi đâu. Tao thấy mình quá ngu, tự nhiên đứng ra làm chim mồi cho bọn nó. Chỉ anh thôi. Thế chột chắc chắn sẽ đến đám ma để lấy số má với bọn thằng Huy Kình. Anh nghĩ thằng Hải lão bộc để im. Phan Thị chắc chắn sẽ răng bẫy ở Sầm Lô. Thiên Long cũng vậy. Và đặc biệt, bọn hình sự cũng sẽ có mặt. Cũng có thể. Nếu như bây giờ mình chen vào cuộc gặp mà lúc chúng nó đang đánh nhau, thì chắc chắn anh và tôi. Nếu mình lùi lại, để cho chúng nó đánh nhau, thằng chết, thằng bị thương, thì anh em mình sẽ thành trùng. Này, nếu bọn Phan Thị ra tay trước, làm thịt bọn Thế Chột, thì làm sao? Quá tốt, lựu đạn nổ, con Hương, thằng Hải, lão bồng, sạch sẽ. Mày là thánh à? Phán kinh thế. Chẳng cần phải thánh cũng biết. Lần này Thế Chột sẽ đem theo một thằng là thằng chung xe. Thằng này chẳng có tài cán gì, được mỗi cái liều thôi. Nó sẽ mang được vào vài quả lựu đạn. Lúc đấy rút chốt. Vấn đề là Phan Thị, từ lão bổng và A Lý sẽ không đề phòng một thằng vô danh ấm ớ như nó. Nếu mà có chết chẳng qua. Đúng, chết hết đi cho anh em mình xứng vương xứng bá. Anh có đến đám tang không? Có, anh sẽ đi. Alo, anh đây.
Khánh Thành, anh đừng đi đám ma, đừng đi nhá. Tại sao? Em không biết là có chuyện gì, nhưng em thấy anh Tuấn Tú mang theo súng, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện lớn đấy anh ạ. À, anh biết rồi, cảm ơn em. Alo. Bố đang ở đâu? Dưới mồ. Bố đừng có đùa con. Bố thay đổi địa điểm mà không báo cho con lấy một tiếng. Tin tức của con cũng nhanh thật đấy. Bố muốn giết Thế Chột thay vì giao hắn cho công an. Đó là lý do mà bố đá con ra khỏi vụ này. Hình như là vậy. Thế Chột hắn không dễ chơi đâu. Hắn đã chuẩn bị tất cả rồi. Ta cũng thế. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn mồ để chôn hắn rồi. Nhưng mà... Không nhưng gì nữa. Nếu con không muốn theo nghiệp của ta thì tốt nhất hãy tránh xa vụ này ra. Không được, bố không được phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Nếu không bố sẽ không quay đầu lại được đâu. Thôi đi, đừng đứng đấy mà nói chuyện đạo lý nữa. Nếu con muốn, sao không làm đi? Con vẫn còn thời gian đấy. Vẫn còn thời gian để kéo bố ra khỏi cái hố sâu tội ác. Chào thủ trưởng. Sao triển khai gấp thế mà tôi chưa thấy cậu báo cáo với tôi? Báo cáo, tôi nhận được thông tin nên tập trung anh em để triển khai trước kế hoạch tác chiến. Tôi cũng đang định báo cáo thủ trưởng. Cậu đùa tôi đấy à? Báo cáo, tôi cũng đã xin chỉ đạo của giám đốc rồi ạ. Này, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu với ông Long đang tính toán điều gì. Tôi nhắc để cậu nhớ, ông Long về đây hỗ trợ chuyên án, nhưng tôi vẫn chỉ huy ở đây. Tôi biết ạ. Thôi được, vấn đề này tôi sẽ đưa ra trong cuộc họp sáng mai. Còn bây giờ, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy. Báo cáo, rõ. Bên phải, quay! Lấy xe! Từng người vào một, nhưng phải để vũ khí ở lại. Bọn ta là con nuôi, có được ngoại lệ không? Nếu mày nghĩ đến chuyện tình cảm thì nên đến đây từ sớm để giúp mọi người, chứ không phải đứng ở đây như một vị khách. Do bọn mày báo quá muộn và chính Phan Thị đã coi bọn tao như là khách. Nếu vậy thì phải xem lại tư cách của bọn mày. Nơi chôn phải thỏa mãn hai yếu tố. Trước tiên, vị trí phải đẹp và phù hợp để đánh lừa một tên cáo già như Thế Chột. Nhưng quan trọng hơn, ẩn phía sau nó là địa thế dễ bị vây bắt, dễ vào nhưng khó thoát. Chỉ duy nhất có một lối vào ra. Đây rồi.
giang hồ đã có luật. Nếu chúng mày không theo luật thì khó mà cùng tồn tại được. Nghe nói Phan Quân tuyển một thằng rất bản lĩnh, quả là không sai. Nếu ông muốn vào viếng, xin mời để vũ khí lại. Ừ. Báo cáo, không phát hiện đối tượng nào. Đội 2 báo cáo đi. Sao? Sầm Lô à? Có chính xác không? Báo cáo, không phát hiện đối tượng và hoạt động nào trong khu vực. Kiểm tra kỹ chưa? Báo cáo kỹ rồi. Báo cáo thủ trưởng. Kế hoạch tác chiến của cậu đây hả? Đám tang Phan Quân đâu? Báo cáo, tôi vừa nhận được mật báo. Đám tang Phan Quân thay đổi sang địa điểm khác, đó là khu vực Sầm Lô ạ. Di chuyển. Theo tôi dự đoán, Thế Chột còn một con bài nữa chưa lật. Tôi biết rồi. 50 mét nữa hắn sẽ chạm điểm đen. Tôi cá một bữa ở quán lá là anh sẽ bắn trúng con mắt còn lại của nó. Ông trời có mắt, có những kẻ đến lúc chết vẫn không xứng đáng được thắp một nén hương. Thằng chó, mày vừa nói gì? Bố mày chết rồi, Phan Thị chúng mày cũng như những nén hương này, hồn hồn hãy theo bọn tao. Mày cầm đi, chó mày làm việc với mày. Là sao ạ? Súng. Bố lấy súng của con làm gì? Cút đi! Cút!
Phan Quân chạy đến kịp. Đúng lúc Hùng Cá Rô chuẩn bị hành động, không hề do dự, ông Trùm lập tức bắn Hùng Cá Rô, cứu được Lê Thành. Sau mấy lần được Phan Quân cứu mạng, Lê Thành cảm nhận được tình cảm thật của ông Trùm. Phan Quân rất cảm động khi nghe Lê Thành thay đổi cách xưng hô, gọi ông là bố, dù còn gượng ép. Vậy thì chào bố. Phan Hải vẫn còn bức xúc vì chuyện của Lê Thành, buộc Phan Quân phải nói ra sự thật về thân phận của đứa con rơi. Hai cha con lập tức có cuộc ngã giá để có lợi cho cả hai. Muốn gì? Một khoản tiền lớn. Ngay đêm hôm đó, một biến cố lớn đã xảy ra. Lân Sứa bất ngờ xuất hiện tại biệt thự của Phan Thị, đánh ngất bà Thu và bắn Phan Quân ở cự ly rất gần. Phát súng đã làm cho tình trạng sức khỏe của ông Trùm trở nên nguy kịch. Vụ Phan Quân bị bắn tại Phan Thị đã gây chấn động cho giới giang hồ vùng biên. Phan Hải và Lương Bổng một mặt lo cứu tính mạng của Phan Quân, mặt khác lùng sục Lân Sứa. Tuy nhiên, kẻ thù tiếp tục ra tay khiến cho Phan Hải suýt mất mạng. Kế hoạch của Thế Chột cuối cùng đã thành công khi thông tin Phan Quân chết lan nhanh trong giới giang hồ. Diễm My phải nén đau buồn để an ủi mẹ chồng, cố giấu không cho bà Thu biết sự thật chuyện Phan Quân bị sát hại. Đám tang của ông Trùm bí mật được chuẩn bị và dành riêng cho thế giới ngầm, những kẻ đối nghịch với Phan Thị lần lượt bước ra ánh sáng. Đám giang hồ và tay chân của Thế Chột đến viếng ông Trùm ở Sầm Lô, không ngờ là đang đi vào cái bẫy của Phan Thị. Không chỉ có Lương Bổng, mà ông Trùm của thế giới ngầm Phan Quân cũng bất ngờ xuất hiện trực tiếp chỉ huy cuộc thanh trừng.